Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Ruth. Các bạn biết gì không? Ruth vừa mới làm móng nè. Móng này, bộ móng này là được fan của Ruth vẽ tặng á. Nhưng mà hồi giờ đây là lần đầu tiên Ruth làm móng luôn á mọi người. Trời ơi, nên là Ruth không quen để chơi game. Chơi game mắc cười quá. Và hôm nay Ruth sẽ có một cái thử thách bản thân mình, là sẽ chơi game bằng iPad với bộ móng này. Để coi thử Ruth có thể chiến thắng được trò chơi khi mà sử dụng bộ móng dài như vậy không nha. Rồi, bây giờ tụi mình chuẩn bị vô game thôi. Rồi, đầu tiên là trò đua xe đường lộ nè mọi người. Không biết Ruth có được top 1 không ta? Trời ơi, nó cọc 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 mọi người. Trời ơi, tôi còn bị bấm lộn vô cả cái nút home nữa. Khổ ghê á. Rồi, không sao đâu. Trò này lấy tới hai mấy bạn lận, đâu có sợ. Nhưng mà Ruth đang là những người chạy sau cùng. Trời ơi, hy vọng mới có 6 bạn tới đích à. Rút cũng gần tới đích rồi mọi người. Nó kêu cọc cọc cọc, mọi người có nghe không vậy? Rồi yeah, cuối cùng thì Rút cũng đã tới đích ở thứ hạng thứ 14. Bạn còn ổn. Rồi nè, dễ thương không mọi người. Trời rồi, xong cái trò thứ hai. Tiêu Rút rồi. Vượt chướng ngại vật mọi người ơi. Xong luôn. Trò này mà có móng Rút đã dễ bắt cua rồi. Trời ơi, đi ra. Sao mà đông quá vậy? Trời ơi, rồi thấy chưa? Rút bấm nó không có ăn mọi người, bấm nút nhảy nó không có ăn. Ê, vậy trời. Rồi, bắn bắn rồi. Đi đường khác thử. Bây giờ rồi xong. Rồi xong luôn, rút là những người sau cùng nữa mọi người ơi. Ủa, chết hoài ta. Lấy tới 17 người lận, hy vọng là rút vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Chứ người ta đi tới đích hết rồi mà giờ này rút còn ở và xuất phát. Ngựa ngựa đi làm bộ móng á mọi người. Lần đầu tiên làm trong đời luôn á. Hồi giờ Rút không có để móng tay dài. Ủa cái gì hả trời. Rồi xong bí luôn, bí đường luôn, không ai biết luôn. Ở đây 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 hả. Rồi chơi liều ăn nhiều, chơi bên này luôn. Qua 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 qua. Biết đâu cá lội ngược vào đúng không mọi người. Đó trời ơi, may ghê luôn. Rút không có dám nhảy ở trong đó. Thôi đi ra đây cho nó chắc. Chưa có bạn nào tới đích cả. Để coi hôm nay Rút có được top 1 tại trò chơi không. Với cái bộ móng dàn ngoằn này. Rồi còn cái cuối cùng thôi. Sao bạn này không đi mà đứng lại chờ Rút ta. Đi. Dạ 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 dạ. Rồi xong trời ơi. Vậy cũng được thứ 7 mọi người. Ghê vậy. Trời ơi, Rút tưởng nó chắc là hôm nay là Rút chết rồi. Cái ngón này là cái ba lô ong mà ship tặng Rút này mọi người. Còn cái món này là cái cánh cánh ong của Rút. Nhanh 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 mọi người ơi, nhanh 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 lên nào. Trời ủa, sao có 8 người vậy ta. Rồi, mấy bạn kia không kịp giờ. 8 bạn đã thành công. Rồi, cuộc đua bạn lấy trưởng thành. Cái này lấy 5 người thì cũng ổn mọi người. Ôi dạ, sao đẩy Rút dữ vậy, trời ơi. Ép Rút vô góc tường nè. Bạn này chơi kỳ ghê. Rồi đó. Bây giờ Rút đã hơi quen với lại cái món tay dài này rồi mọi người. Rút dùng cái thịt tay hơi hơi thôi chứ không quen lắm nha. Lần đầu tiên đi làm móng rồi Rút úp móng luôn, thành ra là nó dài nhằn. Rồi không biết coi thắng nổi không đây. Dạ 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 dạ. Yeah, Rút được top 3 mọi người ơi. 5 bạn đã thành công. Rồi xong, cho chơi nhân phẩm luôn. Tìm lỗ. Ê, xuống đây. Đây đây đây. Ủa, lỗ ngay Rút luôn. Rút chạy đâu trời. Đây đây đây. Rồi rồi, đâu ha. Đây 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 đây, nhảy nhảy nhảy. Quan trọng nhất là cái vòng cuối cùng á mọi người, ai tìm ra trước thì thắng trước thôi. Mấy vòng đầu tiên thì cũng không quan trọng gì. Đó, cái dưới này nè, vòng cuối cùng nè. Khó, trời ơi, hình như vòng cuối cùng nó chỉ có một lỗ thôi hay sao á. Nên là xác suất tìm được rất là khó luôn á. Trời ơi, phải đi theo đồng đội chứ không là đi riêng một mình á hơn thì tìm ra được. Còn không á là thôi luôn. Đây lấy tới 3 người lận nên đi theo đồng đội. Đó. Thế gọi là đối thủ mới đúng. Đâu rồi, trời ơi, cái lỗ đâu rồi, tìm hoài không ra vậy trời. 5 con người mà mò mẫn nãy giờ chưa ra một cái lỗ. Ủa, con bạn đi xa xa nè. Tìm được không bạn? Trời đất ơi. Lỗ ơi, lỗ đang ở đâu? Ủa, bạn đã thắng rồi, bạn đã rớt rồi. Đây 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 đây. Yeah, may quá, Rút là người cuối cùng.
Vậy mà cũng thắng được. Hay ghê. Rồi vòng cuối cùng. Chắc là vòng cuối cùng rồi mọi người. Vòng gì đây? Ố, đèn xanh đèn đỏ. Rồi xong, Rút có cơ hội. Cái này thì Rút chơi giỏi lắm. Không biết hai bạn kia chơi có giỏi không? Hy vọng là không. Rồi, chơi thôi. Cái này wifi ai mạnh thì người đó thắng. Chạy 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 chạy. Ui, bạn này chết rồi. Ui, bạn kia cũng chết luôn, có mình Rút. Rồi xong. Giờ này Rút chỉ cần thắng là được, chứ không cần thắng vượt mặt ai hết trơn á. Có mình chứ mấy. Trời ơi, thấy không, Rút nói Rút biết ngay mà. Cái trò này Rút hay thắng một mình lắm. Nãy giờ Rút quên mở nhạc luôn mọi người. Bây giờ mới sực nhớ mở nhạc lên cho mọi người nghe nè. Rồi. Đâu dữ vậy? Đây, chạy đây. Mà không sao, chắc còn năm mấy 40 giây rồi Rút cũng chạy kịp mà. Quen rồi. Đừng có hù Rút. À đúng rồi, cái móng tay Rút vẽ là con nhân vật đây luôn nè mọi người. Nhưng mà các bạn fan của Rút vẽ theo kiểu chibi á, tặng Rút trong nhóm Shipper á, nên là Rút lấy Rút vẽ luôn. Dễ thương. Lát nữa Rút sẽ sơ kỹ từng ngón cho mọi người coi. Hôm qua các bạn comment trong video của Rút là sao Rút ít sơ mặt quá, nên là hôm nay Rút sơ mặt. Đó, thắng rồi. Thắng rồi mọi người ơi, thắng rồi. Trời ơi, đúng là gọi gì đó, hay không bằng hên. Tự nhiên hôm nay Rút chơi cái bộ móng này mà Rút chơi vẫn thắng, trong khi mấy bữa thua hoài luôn á. Trời đất ơi. Rồi thử bật máy đi một lần nữa nha mọi người. Trời ơi, cầm cái này nặng quá à. Rồi tới vừa cầu kính. Cái này thì Rút nhường mọi người đi trước á. Rút đi trước không có được đâu. Này bạn nào đi trước đi. Nhưng mà ơi, có bạn nó nhảy hay quá ta. Ui, anh đó là cao thủ rồi mọi người. Nhảy rầm rầm luôn. Rút chỉ đứng đây chờ, từ từ. Đó, giờ nhảy nè. Trời ơi, bạn nó nhảy giỏi dữ vậy trời. Tới đích luôn rồi, siêu. Wow. Chắc là chơi lâu lắm rồi nè, chơi lâu lắm. Ủa, không nhảy thì nhảy đi cho Rút đi coi nè. Không thì đánh chỗ cho Rút đi. Trời ơi. Rồi. Ủa, sao chỗ đó bạn nó té vậy? Không biết luôn, tự nhiên té vậy. Qua đây. Thấy 8 bạn. Còn tới 1 phút hơn là nhảy vô tư luôn á. Nhảy qua đây, trời bạn này nhảy đỉnh quá. Rồi rồi. Yeah, xong. Thắng rồi. Rồi xong. Mấy 5 bạn à? 6 bạn, còn 1 bạn nữa. Lên luôn, ok. Tiếp theo. Hồi nãy giờ chưa lập trò chơi luôn mọi người, giờ tới trò khúc gỗ xoay. Rút để tay lên này cho nó dễ chứ nặng quá mọi người. Tay rất nhỏ xíu à. Hồi bữa trước Rút mới chơi, Rút chưa biết trò này nè. Shipper bày cho Rút là phải đi sát vô cái khúc gỗ ở bên trong á, thì sẽ đỡ bị hơn do Rút nhảy hơi kém. Nên là Rút chọn phương án an toàn đi trong chính giữa. Còn có 4 bạn à. 7 bạn, chết 3 bạn rồi. Bạn nó nhắn gì vậy? Nhắn gì không kịp đọc luôn. Ủa, sao cái bạn đó bị dính mà không chết vậy ta? Hay vậy? Cái cây nó xuyên con người bạn ấy luôn mà bạn ấy không chết. Đó đó, thấy không mọi người, thấy không? Hay là do lắc nên là Rút thấy vậy ta? Rồi ok, thắng, 4 người thắng. Chắc là Rút chỉ đứng đầu được một lần thôi. Chứ thấy các bạn à, bé mới chơi thôi nè, chơi cũng giỏi lắm hay sao? Ôi, cướp dương miệng rồi xong phim. Xong phim luôn. Trò này thôi, giờ Rút nằm nghỉ hay lắc nữa Rút dành sao? Không thèm dành cho mấy bạn đâu. Mấy lần trước chạy tục quần luôn mà Rút cuộc thua. Tức muốn chết à. Ngồi nghỉ còn 10 giây cuối mình hãy đi tranh giành sao mọi người. Đúng các bạn đó, bạn đó chơi cũng giỏi sao. Ê, đó thấy không, mình giữ bao lâu rồi cũng bị cướp à. Từ từ, còn tới nửa phút lận. Cứ để cho mọi người tranh giành nhau đi, lát nữa Rút chạy lại Rút cướp sao. Chưa, vô giữa sân coi cho nó đã nè. Nằm xuống. Còn 16 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi Rút vô chặn nè. Cẩn thận Rút nha. Ê, ui, chạy 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 chạy. Chạy nhanh chạy nhanh.
lần đầu tiên tôi chơi cái này mà thắng luôn. Tôi được vui miệng luôn á trời. Trời ơi, khen quá đi à. Rồi, hai trận thắng là đủ rồi. Giờ tôi sẽ show từng ngón tay cho các bạn coi nha. Đây là ba lô ong, các bạn có thấy không? Đây thì không tôi gì hết. Đây là Rút nè. Và đây là cái cánh ong của Rút. Các bạn có thấy không ta? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Rút. Hy vọng là các bạn sẽ thích những video của Rút. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.